Chào mừng các bạn đã đến với kênh đặc sản Đà Lạt Lê Loan. Không phải ai trong chúng ta cũng đều biết về cây atiso Đà Lạt, cũng như là cái công dụng của cây atiso, đặc biệt là các bộ phận của cây atiso có bao nhiêu loại và cái hương vị của từng bộ phận nó như thế nào. Phải nói là trong cây atiso Đà Lạt, cái bộ phận rễ là bộ phận ngon và quý hiếm nhất. Thông thường thì chúng ta cứ tưởng rằng cái bông là bộ phận ngon nhất, quý hiếm nhất, nhưng thật ra là không phải. Rễ atiso mới là bộ phận ngon và quý hiếm nhất. Nhưng là do các bạn không có thường xuyên được cập nhật những cái thông tin, vì vậy là các bạn cũng chưa có nhiều kiến thức. Kể cả những người dân Đà Lạt đang sống rất là lâu năm ở Đà Lạt, nếu không làm trong ngành atiso thì cũng sẽ không biết về rễ atiso. Đặc biệt là cây atiso nó rất là khó trồng. Vì vậy là Đà Lạt có 12 phường 4 xã, nhưng thật ra chỉ có phường 11, phường 12 là trồng được cây atiso phát triển tốt và năng suất cao nhất. Còn Xuân Thọ, rồi huyện Lạc Dương, trong đó có xã Đa Nhiêm, Đa Sa, Đa Cháy có trồng được, nhưng mà năng suất không được bằng ở phường 11 và phường 12 Đà Lạt. Đó cũng là một cái sự hết sức là khó khăn để phát triển cây atiso, vì cây atiso Đà Lạt rất là kén đất và kén thổ nhưỡng. Đặc biệt là những cái năm mà thời tiết mưa nhiều như năm nay thì cây atiso năng suất rất là thấp, và về cái chất lượng cũng không được như mọi năm. Do thời tiết mưa nhiều, cái cây atiso nó đã bị ngấm nước. Vì vậy là khi chúng ta thu hoạch và phơi khô, những cái bộ phận như rễ thân nó thường có một cái màu tối hơn mọi năm. Cái tỷ lệ rễ atiso năm nay nó tụt giảm khoảng 60%. Đó là một cái đáng lo ngại về ngành atiso Đà Lạt. Và có một số bạn hỏi mình thì rễ atiso Đà Lạt gồm có mấy loại. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn luôn là rễ atiso Đà Lạt gồm có 3 loại. Nhưng cái loại rễ atiso chùm, hay còn gọi là rễ atiso râu, rễ atiso cám, là những cái bộ phận mà nó mọc ra những cái chia như thế này đấy các bạn nè, là chúng ta gọi là rễ vụn, rễ cám. Thì cái rễ này dinh dưỡng nó rất là ít, mà khi chúng ta chế biến, chúng ta rửa ráy vệ sinh rất là khó. Vì vậy là cái loại rễ này thì mình khuyên các bạn chúng ta không nên dùng cái loại rễ vụn này. Mặc dù là cái rễ này nó có cái giá rẻ, nhưng mà chúng ta dùng nó sẽ không có được như là những cái loại rễ khúc và rễ lát. Và trong cái video này thì mình chia sẻ với các bạn về rễ khúc và rễ lát như thế nào thì được gọi là rễ chất lượng. Và rễ atiso gồm có 2 loại. Đây là rễ atiso cắt lát đây ha các bạn ha. Rễ atiso cắt lát là bà con sau khi thu hoạch về thì bà con loại bỏ hết những cái râu ria này sang một bên. Sau đó bà con rửa sạch. Gọi là rửa sạch là bà con thường rửa bằng vòi cao áp. Vì vậy là khi các bạn mua về, các bạn nên rửa lại cho sạch sẽ. Các bạn nên bỏ vào một cái thau nước lớn, sau đó các bạn dùng cái bàn chà, các bạn chà cho sạch. Và các bạn chà cho nhanh tay, đừng ngâm lâu, nó sẽ bị mất chất. Vì lúc đầu bà con đã có rửa cái phần đất bên ngoài rồi, vì vậy các bạn đừng ngâm lâu. Các bạn rửa nhanh và các bạn phơi đi, sau đó các bạn dùng sẽ an toàn cho sức khỏe hơn là chúng ta cứ chủ quan là bà con đã rửa rồi và các bạn dùng như vậy nó sẽ không có tốt. Và rễ atiso cắt khúc là rễ atiso được bà con thu hoạch về, sau đó bà con loại bỏ hết những cái phần râu ria này, và mỗi một cái đoạn nó tầm khoảng một gang tay đổ lại, thì đó gọi là rễ atiso cắt khúc. Phần rễ atiso cắt khúc này và cái rễ atiso cắt lát nó đều có cái chất lượng như nhau. Nói chung là nó chỉ khác về mặt hình thức thôi. Nhưng nếu các bạn mua rễ atiso thì các bạn quan sát
rễ atiso dù là cắt khúc hay là rễ atiso sắc lát thì các bạn cũng nên chọn những cái rễ mà khi chúng ta mua nó phải có một cái màu sáng. Sáng có nghĩa là nó có một cái màu nâu và cái phần bên trong khi các bạn bẻ ra thì nó không có bị đen, không bị thúi, không bị xốp. Rễ atiso càng nặng càng chắc bằng nào thì rễ đó mới là rễ chất lượng. Và khi chúng ta nấu nước hoặc là ngâm rượu dùng thì nó sẽ có một cái mùi ngọt và một cái vị thơm. Còn nếu mà chúng ta mua nhầm cái rễ nó bị đen, bị xốp, bị thúi hoặc là nó như cái da rắn á các bạn, bên ngoài thì nó xốp bọng mà bên trong thì nó bị rỗng, thì như vậy là rễ atiso đó nó sẽ không còn dưỡng chất nữa. Cái phần bột bên trong nó đã bị biến mất rồi thì chúng ta không nên dùng ha. Và những cái rễ atiso mà cái màu của nó đen và các bạn khi các bạn bẻ ra nó không có ruột thì các bạn đừng mua ha. Ruột của nó bên trong nó biến mất rồi nè. Thì như vậy thì cái dinh dưỡng nó không còn nữa. Nói chung là khi các bạn mua rễ atiso chất lượng thì rễ atiso chúng ta cầm lên nó nặng, chắc, nó không bị xốp, không bị rỗng ruột, không bị thúi đen thì như vậy là rễ atiso chất lượng. Và mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là do thời tiết năm nay mưa nhiều, vì vậy là rễ atiso năm nay một gốc atiso khi chúng ta thu hoạch không nổi một lạng rễ. Vì vậy có nhiều vườn bà con đã bỏ luôn, không thu hoạch nữa. Vì vậy là năm nay nếu các bạn muốn dùng rễ atiso thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và rễ thường hay bị thúi, bị xốp. Vì vậy là các bạn nên lưu ý khi mua rễ atiso. Còn có một số bạn hỏi mình thì nên chọn rễ atiso như thế nào. Nếu như các bạn muốn ngâm rượu thì mình chia sẻ như thế này cho nó nhanh. Nếu như các bạn muốn mua rễ atiso để ngâm rượu thì các bạn nên chọn rễ khúc. Nếu các bạn có thời gian nhiều thì các bạn nên mua những cái loại rễ khúc mà nó càng sần sùi khúc khuỷu như thế này thì chúng ta ngâm rượu nó càng ngon. Vì nói chung là những cái rễ nó khúc khuỷu, nó không bị sâu bệnh mà chúng ta ngâm rượu thì nó sẽ ngọt và thơm hơn là những cái rễ nó láng mịn. Những cái rễ láng mịn như thế này là rễ nó chưa đủ tuổi nha các bạn, nó ra sau, vì vậy là nó chưa có đẻ râu ria con cái ra. Nó chưa đẻ ra những cái râu ria, vì vậy là chúng ta nấu nước uống hoặc là ngâm rượu thì chúng ta có một cái cảm giác là nó sạch sẽ. Nhưng thật ra là nó không có ngon bằng những cái rễ mà nó khúc khuỷu quăng queo như thế này. Và nếu các bạn muốn dùng rễ atiso để nấu nước mát thì tùy theo gia đình các bạn, các bạn có thể chọn rễ khúc hay rễ lát đều tốt. Nhưng mà mình cũng nói thật với các bạn luôn, cái rễ atiso khúc nó ngọt hơn là cái rễ atiso lát. Là do cái thời gian chúng ta phơi cái rễ nó lâu hơn thì tất cả các dưỡng chất nó không có bị bay đi mà nó nằm luôn ở trong cái phần bên trong ruột. Vì vậy là khi chúng ta ngâm rượu hoặc là nấu nước uống thì cái rễ nó vẫn đậm đà hơn là cái lát. Còn nếu mà các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn sử dụng một cái lát nó vẫn ngon, nhưng mà nó không được như là cái rễ thôi. Nói chung là nó cũng được 8-10. Cái rễ atiso nó có một cái mùi vị thơm ngọt nhẹ rất là dễ uống. Phải nói là uống là ghiền. Và cái rễ atiso này nó có một cái công dụng rất là hay. Cái rễ atiso chúng ta dùng mà nó rất là dễ ngủ, giảm căng thẳng thần kinh. Trong thời gian 2 năm vừa qua thì cơ thể của chúng ta cũng đã phải trải qua những cái đợt tiêm chủng, rồi sau khi hậu Covid thì chúng ta cũng phải sử dụng nhiều kháng sinh, và vì vậy là cơ thể của chúng ta cũng bị rối loạn về giấc ngủ. Rồi vì vậy có một số bạn nói với mình là sau khi điều trị Covid thì các bạn đã bị rối loạn giấc ngủ và các bạn đã dùng thử rễ atiso để nấu nước dùng và các bạn thấy có kết quả rất là rõ rệt. Và đó là những cái feedback của khách hàng rất là vui mừng và các bạn chia sẻ với mình như vậy.
Còn các bạn cứ test thử và các bạn cũng hãy kiểm chứng cho nó rõ ràng trước khi sử dụng Atiso. Vì Atiso chỉ có cái công dụng là hỗ trợ, với Atiso không có cái công dụng điều trị các cái căn bệnh như là trên báo chí thường nói. Vì vậy là các bạn nên cân nhắc thận trọng trước khi sử dụng các cái sản phẩm về Atiso. Và nếu các bạn quan tâm về các cái dòng Atiso Đà Lạt, các bạn có những cái thắc mắc gì thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình. Mình là Lê Loan, số điện thoại 038 5400 451. Mình xin cảm ơn cả nhà.